Chào các bạn, khi chúng ta nói về cấu trúc kỹ thuật trong may mặc, khi mà chúng ta dịch tài liệu kỹ thuật, khi mà chúng ta viết comment hoặc là chúng ta dịch comment, hoặc là khi chúng ta email thông báo cho khách hàng, chúng ta trao đổi với khách hàng về những vấn đề về kỹ thuật, về những vấn đề về cấu trúc, thì một số các bạn không học chuyên ngành công nghệ may hoặc là một số bạn mới tiếp xúc với ngành may thì sẽ gặp khó khăn. Vì thứ nhất là rất nhiều thuật ngữ kỹ thuật mà trong đó lại bao gồm những từ viết tắt, chúng ta tra từ điển nó không ra, hoặc là có ra nghĩa của từng từ đơn lẻ nhưng mà sau đó ghép vào câu thì nó không ra nghĩa hoàn chỉnh. Hoặc là kể cả chúng ta có dịch kiểu word by word thì khi mà chúng ta đọc nghĩa lên nghe nó sẽ rất là buồn cười, nó không theo cái thuật ngữ kỹ thuật và công nhân hoặc là kỹ thuật người, những người mà đọc cái tài liệu đó sẽ không hiểu. Vì vậy cho nên là trong khóa học mình đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái bài học dịch tài liệu kỹ thuật, dịch comment, đọc hiểu và dịch. Vì vậy cho nên là qua một thời gian, đặc biệt là với các bạn ở trong khóa học, vì là tài liệu của các bạn là nội bộ, các bạn không chia sẻ được, cho nên là trong cái thời gian làm việc hàng ngày ở công ty, các bạn học viên luôn luôn là nhắn tin hỏi mình qua Zalo để mà mình sẽ chia sẻ với các bạn, hướng dẫn các bạn ở những cái thuật ngữ mới, những cái cấu trúc mới mà các bạn không biết. Chính vì vậy qua một thời gian, kể cả mình đã làm và các bạn học viên đã hỏi, thì mình tổng hợp nên một cái bộ tài liệu. Đây là cái bộ tài liệu kỹ thuật về tất cả những cái cấu trúc cơ bản của quần và áo, bao gồm cả hàng knit là hàng thun và hàng dệt thoi là hàng woven. Okay. Thì đây là cái bộ tài liệu đó và mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cái buổi học này, cái bài học này. Chính vì vậy cho nên là cái bài học này nó sẽ rất là dài. Mình muốn là đây nó như là một cái bộ từ điển để cho các bạn, khi mà các bạn gặp những cấu trúc, các bạn sẽ xem trước, các bạn sẽ gặp những cái cấu trúc đó ở trong cái hàng của các bạn, thì các bạn đã biết là cấu trúc này anh Ken đã chia sẻ cái bài học này rồi. Hoặc là nếu mà các bạn chưa xem kỹ thì các bạn có thể search lại những cái thuật ngữ kỹ thuật ở trong này thì nó sẽ ra những cái cấu trúc đó thì các bạn sẽ hiểu hơn. Chính vì thế cho nên bài học này sẽ rất là dài và với video ở trên YouTube mình chỉ có thể chia sẻ được cái phần đầu, đó là cái cấu trúc cơ bản của hàng quần, và quần là hàng knit, hàng thun. Thế còn những cái phần khác thì mình sẽ dành thời gian, mình sẽ chia sẻ, quay video với các bạn ở trong học viên, hoặc là chúng ta sẽ thảo luận ở trong những buổi học học nhóm video call vào thứ bảy cuối tuần dành cho các bạn học viên. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi vào chi tiết. Thì đầu tiên, như mình đã nói, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cấu trúc cơ bản nhất mà chúng ta thường gặp của hàng knit bottom construction standard, nghĩa là cấu trúc cơ bản, cấu trúc tiêu chuẩn cơ bản của bottom là quần và của hàng knit tức là quần vải thun. Ok, tiêu chuẩn may của quần vải thun. Và đầu tiên ấy là cái đường seam. Đường seam là đường may giáp nối, và ở đây là four thread over the joint seam, tức là đường vắt sổ 4 chỉ. Overlock là vắt sổ, và fourth thread overlock là vắt sổ 4 chỉ. Còn joint seam là đường chắp bình thường thôi. Fourth thread overlock, joint seam. Mình sẽ không đi lặp lại, mình sẽ chia sẻ dịch từng từ một, nhưng mà mình sẽ không đi lặp lại nhiều, bởi vì là bài nó rất dài cho nên mình không thể lặp lại được, nói mỗi một từ 2 lần hay là 3 lần, hoặc là mỗi một câu 2 lần 3 lần. Mình chỉ đi một lần để cho nó nhanh. Còn với các bạn mà nếu mà mình nói một lần nhanh quá thì sau này khi video ra thì các bạn có thể tua lại, các bạn có thể xem lại nhé. Chứ mình không thể nào mà nói được nhiều ấy, nhiều lần, bởi vì như vậy thì bài học nó sẽ rất là dài. Bài học này có thể sẽ là mấy tiếng đồng hồ. Ok. Mô tả về cái cấu trúc này, về cái đường may này thì safety stitch, joint seam with single needle chain stitch and three thread overlock in one operation. Safety stitch tức là cái đường vắt sổ chập ấy. Safety stitch joint seam là đường vắt sổ chập.
With single needle. SN là viết tắt của từ single needle. Twist it and three thread of lock in one operation. Single needle là máy một kim nha. Và twist it là cái đường may chỉ tết. Thế thì cái đường may chập này, à vắt số chập này với cái đường đường chắp với cái đường đường chỉ chắp là máy một kim chỉ tết này và vắt số 3 chỉ. Vắt số 3 chỉ ở in one operation. Các bạn biết là vắt số 3 chỉ thì nó có hai cái mép vắt sổ vào với nhau. Thế thì mỗi một bên mép thì nó sẽ là seam allowance và nó là in one operation. Đó. In one operation. One operation ở đây nó là cái câu cái hoạt động may ấy, là cái hoạt động may cái thao tác may của công nhân thì chúng ta sẽ gọi nó là sewing operation là thao tác may. Ok. Thế thì đường may nối bằng một kim móc xích và ba và vắt sổ 3 chỉ trong một công đoạn may đó. Three thread of lock là vắt sổ 3 chỉ. Thế thì chúng ta phân tích lại cái câu này nha. Safety stitch joist seam with single needle chain stitch and three thread of lock in one operation là cái đường vắt sổ chập đó thì sẽ được tạo bởi là cái đường mà đường chắp bằng máy một kim và cái đường vắt sổ ba kim ở trong cùng một công đoạn đó thì đó là cái đường vắt sổ chập. Ok, tiếp theo này. Seam allowance direction at side seam the word back. Seam allowance là dư đường may và direction là hướng at side seam. Cái đường đường sườn đường chắc là ở bên sườn ấy. Đó thì cái hướng của dư đường may ở phía sườn là toward back là hướng về thân sau. Thế thì cái này dịch không chuẩn lắm nha. Cái này dư đường may của đường chắp sườn là hướng về thân sau. Dư đường may chắp sườn hướng về thân sau. Ok. Đó. Tiếp theo cái cấu trúc tiếp theo đó là đường chain stitch. Chain stitch là cái đường may chỉ tết. Chain stitch đường may chỉ tết. Đường may giáp nối chỉ tết. Ok. Mình nói phân tích một chút về cái đường may chỉ tết này. Các bạn có thể để ở bên dưới này. Cái đường may chỉ tết này thì nó luôn luôn sử dụng ở những cái vị trí mà cần cái độ co giãn. Mình lấy ví dụ, đây ví dụ như ở bên dưới này, cái đường ở cái chỗ cái nhún bèo này thì cái đường may này nó cần phải cái độ co giãn bởi vì cái vị trí này nó sẽ co giãn ra bên ra nhiều. Chính vì vậy cho nên là những cái vị trí mà co giãn nhiều, ví dụ như ở cái cạp của cái quần bò ấy, thì ở chân cạp hoặc là ở sống cạp nó là những cái vị trí co giãn rất là nhiều thì người ta sẽ sử dụng cái đường đường may chỉ tết này và không sử dụng đường may một kim móc xích lock stitch là không sử dụng mà sẽ sử dụng chain stitch joint seam đường may chỉ tết đường may giáp nối chỉ tết. Single needle chain stitch should be used to join seam where overlocking cannot use due to design. Ok, tức là cái đường may chỉ tết thì sẽ được sử dụng, nên được sử dụng ở những cái đường chắp, cái nơi mà cái vị trí không thể vắt sổ được. Overlocking cannot be used due to design. Có nghĩa là dựa trên thiết kế thì những cái vị trí mà không thể vắt sổ được thì sẽ sử dụng cái đường máy một kim chỉ tết. Single needle. Viết tắt là SN ở phía trên đấy thì nó là đường máy một kim và single needle chain stitch là đường máy một kim chỉ tết should be used to join seam. Should be là nên à. Should be used là nên được sử dụng để làm gì? To join là để mà nối to join seam để mà chắp các đường chắp lại với nhau. Where là nơi mà overlocking là vắt sổ. Cannot be used
due to design. Cannot be used là không thể sử dụng được. Due to là bởi vì, và design là thiết kế. Single needle train stitch should be used to join seam where overlocking cannot be used due to design. Ok, đó thì là mình cũng đã dịch rồi đúng không? Đường may một kim, một kim chỉ tết chứ không phải một kim móc xích nha, một kim chỉ tết. Còn một kim móc xích là lock stitch, được sử dụng để ráp những đường may mà máy vắt sổ không thể may được vì cách thiết kế. Ok, dịch như này ok rồi. Tiếp theo, example là ví dụ nha. Apply ruffle or other trim. Ruffle này là cái nhún nha, nhún bèo ấy. Nhún. Ruffle là cái nhún này này. Đó. Nhún ở dưới này gọi là ruffle. Ruffle và dịch ra là bèo. Apply ruffle or other trim. Ví dụ may bèo hay là những cái phụ liệu trang trí thì sẽ sử dụng cái đường single needle train stitch, đường máy một kim chỉ tết. Một cái lưu ý này, note, lock stitch should not be used or need in area that need to stretch. Tức là lock stitch là gì? Lock stitch là đường may móc xích. Lock stitch là đường may móc xích. Should not be used là không nên được sử dụng ở đâu? On need in area, cho cái hàng thun ở những cái vị trí mà that need to stretch, những cái vị trí mà cần phải co giãn. Tức là cái đường may móc xích như mình vừa nói ở phía trên ấy thì sẽ không nên được sử dụng cho cái hàng thun tại những cái vị trí mà cần cái sự co giãn. Use single needle train stitch instead. Nên sử dụng cái đường may chỉ tết thay thế. Tức là instead là thay thế, thay vì. Thì tại những cái vị trí nhá, cần độ co giãn của hàng thun, hàng nít ấy, thì không nên sử dụng cái đường lock stitch, là không nên sử dụng đường may móc xích, mà sẽ sử dụng cái đường single needle train stitch, là cái đường may chỉ tết. Đó, như mình vừa nói cái tính chất của đường may chỉ tết là sử dụng ở những cái vị trí mà cần cái độ co giãn, thì ở đây người ta lưu ý như vậy. Chú ý không được sử dụng máy một kim cho các vị trí của sản phẩm thun cần sự co giãn. Ok, sử dụng máy một kim chỉ tết tất cả những cái dạng đường may, thì ở trong khóa học chúng ta cũng đã có một bài học về các dạng đường may rồi. Mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái dạng đường may cơ bản mà chúng ta đã từng gặp tên, và những cái dạng đường may đó thì thường hay sử dụng ở những cái sản phẩm nào, ở những cái vị trí nào. Trong bài học mình đã chia sẻ. Và ở trong một cái bài học học nhóm video call thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn. Mình lấy rất là nhiều quần áo của mình ra để mình chia sẻ, chỉ cho các bạn ở trên qua video call là đó, cái sản phẩm áo này tại cái vị trí này thì nó là cái đường may gì. Ok, rồi đây là một cái ví dụ, example for train stitch join seam, một cái ví dụ mà tại cái vị trí đường may chỉ tết. Ok, tiếp theo chúng ta đi sang cái cấu trúc thứ ba, đó là cover stitch hem hoặc là cover stitch at hem. Tức là đường cover stitch là đường trần đè, còn hem là gấu hoặc là lai. Cũng có một chút nữa là tại vì mình người Bắc cho nên là mình hay sử dụng những cái từ dịch ra tiếng Việt nó theo thuật ngữ kỹ thuật như mà của dân Bắc hay sử dụng, thì một số các bạn ở miền Nam thì không hay gặp, cho nên là ok, bây giờ mình sẽ thiếu sót, đó là một cái thiếu sót của mình, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là ví dụ như cái gấu, cái hem này này, cái hem này ở miền Bắc chúng ta gọi là gấu, thế còn ở miền Nam thì gọi là lai. Đó, thì cover stitch hem tức là đường may lai đánh bông, hoặc là đường may trần đè ấy. Đó, đường may gấu trần đè. Ok, chúng ta đi vào phân tích chi tiết về cái
cấu trúc cái loại đường may này. Turn back raw edge to high. Specify intake back for hem. Turn back raw edge tức là turn back là gập ra phía sau này. Turn back là gập ra phía sau. Và raw edge, raw edge là cái mép vải. Cái mép vải này này, cái mép vải mà để tự nhiên này này thì gọi là raw edge. Raw edge fabric là mép vải. Raw edge ở đây là nói chung là cái mép. Gập cái mép về phía sau này. To height, specify intake back for hem. Để mà theo cái mô tả của tài liệu kỹ thuật cho cái việc là gấp cái gấu hoặc là gấp lai, gấp mép vải vào theo đúng to bản của lai quy định trong tài liệu kỹ thuật. Ok, lai là gấu nha. Top stitch with double needle fork thread cover stitch machine. Top stitch là cái đường may chỉ trên nhá, đường may chỉ trên với máy chân đè 2 kim 4 chỉ. Double needle fork thread cover stitch là chân đè 4 chỉ. Chân đè 2 kim 4 chỉ và machine là máy chân đè 2 kim 4 chỉ. Ok. Máy đánh bông mặt trên 2 kim 4 chỉ. Ok. Máy đánh bông hoặc là máy chân đè. Ok. Miền Bắc thì gọi là chân đè, còn bên trong là đánh, miền trong gọi là đánh bông. Top stitch là đường may chỉ trên. Đường may chỉ trên thì được tạo bởi gì? Double needle four thread cover stitch machine. Ok. Gauge is 1/4 inch unless otherwise note in the back. Có nghĩa là gauge là cái gauge là cái khoảng cách, nếu mà các bạn dịch ra thì nó là cái khoảng cách, khoảng cách, nhưng mà ở trong thuật ngữ kỹ thuật gọi là sông kim thì các bạn hiểu đơn giản nó là khoảng cách giữa hai cái kim, bởi vì ở đây là double needle thì là double needle là có hai kim, thế thì khoảng cách của hai cái kim này người ta gọi là gauge, và gauge ở đây là 1/4 inch. Chính vì vậy cho nên là double needle cover stitch thì sẽ luôn luôn là có gauge, phải cái đường may hai chân đìa hai kim ấy thì luôn luôn là phải có gauge, là khoảng cách giữa hai cái kim đó là bao nhiêu đó. Ví dụ như ở dưới này này, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái gauge, là cái sông kim thì nó sẽ là 1/8 hoặc là 1/4 inch. Ok, per take back theo như tài liệu kỹ thuật mô tả thì nó sẽ là 1/8 inch hoặc là 1/4 inch. Ok, hem height per take back. Ok, cao gấu theo như tài liệu kỹ thuật đó. To bản đường may 1/4, cái này là không đúng. Sông kim là 1/4 hoặc là khoảng cách 2 kim. Trừ khi được quy định lại trong tài liệu kỹ thuật. Gauge is 1/4 inch. Là cái sông kim là 1/4 nhé. Unless là trừ khi. Unless. Otherwise. Otherwise là nếu không thì. Trừ khi, nếu không thì. Thực ra thì unless hoặc là otherwise. Hai cái này sử dụng như thế này hơi thừa, các bạn có thể sử dụng một trong hai từ này cũng được. Unless là trừ khi, not in the pack là ok, trừ khi mà có những cái lưu ý ở trong tài liệu kỹ thuật, hoặc là otherwise, not in the pack. Ok, dùng hai cái từ này vào chung một câu nó hơi thừa, tuy nhiên thì mình sẽ để cả, vẫn để cả hai cái từ này để cho các bạn có sự so sánh. Gauge is 1/4 inch unless otherwise not in the back. Ok, có nghĩa là sông kim là 1/4, ngoại trừ những cái trường hợp khác thì sẽ được thể hiện ở trong tài liệu kỹ thuật. Ok, các bạn có thể nhìn đây là mặt bên trong của cái đường chân đìa 2 kim 4 chỉ, hoặc là đường may lai đánh bông ấy, 2 kim 4 chỉ ở trong miền Nam. Còn đây là cái mặt bên ngoài. Ok, chúng ta sang cái cấu trúc thứ ba là cấu trúc về viền. Binding, binding là viền. Folder set binding to raw edge of garment with single needle thread stitch. 1/16 inch edge
margin tức là gập này, folder gập viền từ cái mép của garment của chúng ta ấy, và may mắn một kim chỉ tết cách mép là 1/16. Đó, đây là viền gập vào cái viền ấy. Fold gập để tạo ra viền gọi là folder set binding to raw edge of garment, tại cái vị trí mà mép của cái sản phẩm, mép sản phẩm may mặc của chúng ta là raw edge of garment. Raw edge of garment là mép cái sản phẩm của chúng ta, ví dụ như là mép của gấu chẳng hạn, đó, mép của lai chẳng hạn, thì đó là raw edge of garment. Folder set binding to raw edge of garment with single needle chain stitch 1/16 inch edge margin, tức là cái margin này là chừa ra nhá, chừa ra thì 1/16 inch edge margin, tức là chừa cái mép, chừa cái mép ra 1/16, thì chúng ta hiểu đơn giản nó là mí 1/16. Cứ mép viền sản phẩm bằng đường may một kim chỉ tết. Mép viền mí một kim, một mí 1/16, ok. Finished binding height, tức là cái bản của cái viền này này, bản viền hoàn thiện. Finished binding height, bản viền hoàn thiện, as specified in great measurement page of tape pack, thì sẽ được mô tả trong cái bảng thông số, cái trang bảng thông số của tech pack, của tài liệu kỹ thuật, do bản viền quy định như trang thông số của tài liệu kỹ thuật. Ok, câu này dịch tốt. Finished binding height là to bản viền hoàn thiện đấy, to bản viền hoàn thiện, as specified in great measurement page of tech pack. Ok, to bản viền thì được quy định như trang thông số của tài liệu kỹ thuật. Đây các bạn có thể nhìn binding height per tech pack. Ok, outside body là mặt ngoài của sản phẩm, mặt ngoài của thân, và inside là mặt bên trong. Đơn giản rồi. Tiếp theo chúng ta sang cái cấu trúc thứ 5 và binding, nhưng mà khi phía trên thì chúng ta gập viền, nhưng mà chúng ta mí bằng máy một kim chỉ tết 1/16. Ok, thế còn bên dưới này chúng ta cũng gập viền, nhưng mà chúng ta sẽ trần đè 2 kim 3 chỉ, hoặc là đánh bông 2 kim 3 chỉ. Fold set binding to raw edge of garment with double needle chain stitch 1/16 inch at margin 1/8 inch gate, tức là cứ mép viền sản phẩm bằng đường 2 kim móc xích, và cái đường mà phía bên ngoài ấy, cái đường phía bên ngoài đây, hai kim móc xích này, hai kim chỉ tết nhé, đường 2 kim chỉ tết là cái đường bên sát mép này này, thì sẽ cách của cái raw edge là cách của cái mép gập này 1/16. Ok, tiếp theo này. Ensure that the raw edge are covered with the stitch, with the cover stitch looper thread. Ok, nghĩa là cái, các bạn nhìn ở cái hình bên dưới một chút. Tức là đây, tức là cái đường cover stitch, đường cover stitch nó phải che được cái mép gập ấy, cái mép của cái raw edge, tức là cái mép vải ấy. Ensure that raw edge are covered with the cover stitch looper thread. Raw edge là cái mép vải nhá, đảm bảo rằng mép vải thì sẽ được bọc lại
bởi cái đường trần đè hai trần đè và phía trên nó là trần đè hai kim ấy, trần đè hai kim thì nghĩa là cái mép của cái đường trần đè này nó phải bọc được cái mép mép vải, phải đảm bảo chỉ đánh bông mép mép vải, phải bao lại cái mép vải đó, tức là cái đường hai kim ba, cái mép của cái hai kim ba chỉ nó phải nằm ở trong lòng của cái đường trần đè. Giả sử như đây nhá, các bạn nhìn nhá, đây là cái đường trần đè hai kim, thì từ mép này đến mép này thì cái mép vải nó phải nằm giữa của cái khoảng đen đen này, là cái khoảng chỉ nó bao mà, thì cái mép vải nó phải nằm giữa đây đó. Finite binding height tức là to bản viền, as specified in grid measurement page of type pack, thì vợ cũng giống như phía trên, to bản viền thì sẽ được mô tả ở trong cái trang thông số của tài liệu kỹ thuật. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một cái cấu trúc thứ sáu, đó là foldover. Foldover là cái cấu trúc mà gập đôi lại và foldover elastic with band, nghĩa là cái chun ấy, elastic là chun và waistband là cái cạp, ở miền Nam thì gọi là cái lun, à cái sorry, cái lưng lưng thun lưng quần ấy, lưng quần là cái cạp, lưng quần là cái tên gọi của miền Nam và cạp là tên gọi của miền Bắc, là cái tên gọi của waistband. Và elastic waistband thì nó sẽ là lưng thun của miền Nam, còn miền Bắc gọi là cạp chun cạp đó. Foldover là gập cái, có nghĩa là cái cạp này, các bạn nhìn này, cái cạp này sẽ cái vải này nhá, cái vải thân này này thì nó sẽ thẳng lên bên trên, và khi đó thì nó gập sang bên đây, gập mà về phía bên trong, nó bọc cái chun ở bên trong, và ở chỗ này thì chúng ta sẽ là trần đè. Double needle 1/4 inch cover stitch. Set fold over waistband with elastic and case. Đó, thì tức là cái đường trần đè hai kim với sông kim là 1/4. Đó, thì sẽ được may này, may cho cái cạp gập và với cái bản với chun là được bọc ở bên trong. Đó, hai kim 1/4 đánh bông may lưng gập lại có thun bên trong. Ok, dịch này cũng tạm được, có nghĩa là cái cạp này là cái cạp gập nhá, cạp gập và có bọc chun ở bên trong, và có cái đường trần đè hai kim 1/4, trần đè hai kim sông kim 1/4, và trần đè ở cái vị trí mép này của cạp. Elastic height cũng giống như bên trên, thì cái to bản chun thì sẽ theo quy định ở trong bảng thông số, elastic height as specified in the measurement space, specified là mô tả, in the measurement space là bảng thông số. Ok, cao bản chun to hoặc là to bản chun thì sẽ là được mô tả trong bảng thông số. Ok, tiếp theo chúng ta sang một cái cấu trúc cạp khác, cấu trúc một cái lưng quần khác, đó là lưng quần rời. Các bạn nhớ là cái này nó là cạp liền hoặc là lưng quần liền, tức là cái thân nó dài lên và nó gập về phía bên trong, cái đoạn từ đây này là nó sẽ gập vào phía bên trong. Còn với cái lưng quần rời tức là cắt rời cả cái lưng quần ra và sau đó may lại với nhau, thì cái này người ta gọi là separate waistband, hoặc là có một cái tên gọi khác đó là cut and sew waistband. Cut and sew waistband đó là lưng quần rời. Separate waistband, cut and sew waistband là lưng quần rời nhé. Single needle lock stitch joint waistband center back seam. Press seam allowance open. Single needle lock stitch là cái đường may một kim móc xích. Đường may một kim móc xích thì join waistband center back seam,
Tức là cái cạp này thì sẽ được may bằng máy mục kim móc xích tại cái vị trí giữa sau đó. Single needle lock stitch join waistband center back seam. Ok, đường may mục kim chỉ móc xích thì sẽ cạp sẽ được chắp lại, cạp sẽ được chắp tròn lại bởi đường may mục kim móc xích tại vị trí giữa sau. Press seam allowance open có nghĩa là cái dư đường may thì sẽ được là rẽ ra. Press là miết đấy. Seam allowance là dư đường may và open là cái có nghĩa là tách ra. Dư đường may thì sẽ được tách ra. Một kim mặt bằng nối thun lưng ở giữa lưng sau ủi rẽ đường may. Ok. Cái bản dịch này là cái bản dịch theo tiếng miền Nam. Thì có nghĩa là cái cạp này nhá sẽ được chắp tại giữa sau bằng máy mục kim chỉ móc xích và là rẽ đường may, là rẽ dư đường may. Fold waistband in half. Fold waistband in half là gập bản cạp, gập đôi bản cạp. Fold waistband in half, gập đôi bản cạp. Fold thread over lock là máy vắt sổ 4 chỉ. Set waistband to body. Fold thread over lock set waistband to body là vắt sổ 4 chỉ cạp vào với thân. Ok, gập đôi bản cạp này và vắt sổ 4 chỉ cạp vào với thân. Gập đôi lưng may vào thân bằng máy vắt sổ, bằng máy 4 chỉ vắt sổ. Ok, câu này dịch ok. Đó là về cái cấu trúc của cạp. Có một số cái hàng kỹ thì sau khi mà gì? Sau khi mà vắt sổ 4 chỉ vào với cạp thì người ta còn diễu chặn nữa. Nhưng mà cái này thì không thể hiện. Nhưng mà nếu mà có những cái cấu trúc khác thì nó có thể chặn nữa, chặn cái dư đường may. Tức là vắt sổ 4 chỉ cạp vào với thân và sau đó thì diễu chặn. Tiếp theo, draw cord. Draw cord là cái dây luồn nha, cái dây luồn ở bên trong cạp. Draw cord set into waistband. Draw cord set into waistband là dây luồn thì luồn vào lưng quần. Dây luồn luồn vào lưng quần chứ không phải may. Thực ra thì cái dây luồn ấy chúng ta sẽ có chặn hoặc là có bọ ở giữa sau. Chúng ta sẽ đi từng bước để mà phân tích về cái cấu trúc cạp có cái draw cord, tức là có dây luồn ở bên trong. Finish draw cord tức là cái dây luồn được hoàn thiện. Tie ends by one of the following. Sẽ đầu của cái dây luồn thì sẽ được được thực hiện theo như một trong các cách phía dưới. Đầu dây luồn phải hoàn tất theo một trong các cách sau. Ok, dịch như thế này cũng được. Finish draw cord tie end. Tie là cái đầu dây ấy, cái đầu dây thì sẽ là tie end. Đầu dây. Tie end là đầu dây nha. Tie end là đầu dây của cái draw cord. Draw cord là cái dây. Là cái dây luồn nói chung, còn cái tie ends là cái đầu dây. Ok. Turn and turn with single needle lock stitch, S stitch. Cái này thì là thực ra thì là cái này turn and turn thì có thể chúng ta sẽ gặp một cái khách hàng khác người ta mô tả là double fold là gập hai lần thì nghĩa là ở dưới này chắc nó sẽ ok. Đây bên dưới này có này cái đầu luồn dây nhá. Đầu luồn dây thì cái dây ban đầu nó như thế này, chúng ta sẽ gập một lần và sau đó gập cái mép của cái dây này một lần nữa để mà thì khi như thế người ta sẽ gọi là turn and turn. Turn and turn. No. Turn and turn with single needle lock stitch S stitch. Single needle S stitch. Thực ra thì cái này viết từ lock stitch vào đây hơi thừa. Bình thường thì sẽ có khách hàng khác sẽ gọi là double fold là gập đôi và clean finish by single needle S stitch.
hoặc là with single needle edge stitch. Là đây thì cái cấu trúc ở bên dưới này đây, gập đôi cái này lại, gập đôi cái đầu dây lại này, gập cái đầu dây lại, sau đó thì cái mép của đầu dây chúng ta lại gập một lần nữa để cái raw edge, tức là cái mép của cái đầu dây nó sẽ gập vào bên trong, và sau đó thì chúng ta mí gập, gọi là clean finish. Thì ở đây người ta sẽ là cái turn and turn with single needle lock stitch, edge stitch, gấp lại hai lần, may bằng máy một kim mặt bằng. Ok, dịch như thế cũng được. Batard and cut ends. Batard là đánh bọ nha, đánh bọ. And cut ends là gọt đầu dây luôn. Cut ends, cut ends. Cut là cắt, là gọt mà. End là cái cuối, cuối của dây luôn thì là cut. Thực ra cắt chỗ này thì nói là tie ends thì sẽ rõ hơn. Cut tie ends. Ok. Tiếp theo, cái bước thứ ba này. Apply plastic tip to ends. Plastic tip là cái đầu bịt bằng nhựa. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bọc cái đầu dây luồn bằng việc là bịt bằng cái đầu nhựa. Bịt đầu dây luồn bằng cái bịt đầu nhựa ấy. Apply plastic tip to ends. Sử dụng đầu plastic, đầu nhựa bọc đầu dây luồn. Đầu plastic là nhựa. Sử dụng đầu nhựa để bọc dây luồn. Ok. Tie or knotting. Tie or knotting là buộc hay là cột đấy. Tie or knotting là đều là cột. Cái này là knot. Nếu mà knotting này là danh từ, còn knot, knot là động từ buộc hoặc là thắt nha. Buộc là thắt, hoặc là trong miền Nam thì gọi là cột ấy. Tie or knotting, the end is not allowed due to safety. Tức là cái đầu dây này chúng ta không được phép là gì? Thắt. Thắt cái đầu dây này lại. Hoặc là buộc cái đầu dây này mà không gập cái đầu dây lại để mà chặn như phía trên thì là không được phép, vì đây là cái tiêu chuẩn an toàn. Tiêu chuẩn an toàn. Tie saw knotting the ends is not allowed due to safety. Theo cái tiêu chuẩn an toàn thì cái đầu dây buộc lại hoặc là thắt nút lại là không được phép. Set buttonhole on both sides at center front. Tức là lỗ khuy ấy thì sẽ được lỗ ở hai bên thân trước. Ok. Distance between buttonhole is specified in the measurement page. Khoảng cách giữa hai cái lỗ khuy này này thì sẽ được mô tả ở trong cái bảng thông số, ở cái trang bảng thông số. Distance between buttonholes is specified in the measurement page. Ok. Tiếp theo nhỉ. Thread the draw cord through the buttonhole, waistband and buttonhole. Tức là luồn cái đầu dây ấy qua cái lỗ khuy này này, và qua cạp và qua cái lỗ khuy. Thread draw cord through the buttonhole, waistband and buttonhole. Luồn đâu? Cái cách luồn dây này này thì chúng ta có một cái tên gọi khác, nó là crossover. Crossover. Cái mô tả này nó chính bằng cái crossover, nhưng mà crossover draw cord. Đó, crossover draw cord thì nó sẽ bằng cả cái cấu trúc này này. Thread draw cord through the buttonhole, waistband and buttonhole. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nha, chúng ta luồn cái dây này này. Cái dây này ấy, cái đầu dây này, chúng ta đầu dây chúng ta luồn từ đây nhá. Chúng ta sẽ đi một vòng ra đằng sau, đúng không? Đi một vòng ra đằng sau và đến đây, đến cái lỗ này thì không phải là dừng lại ở cái lỗ này, mà chúng ta sẽ vượt qua cái lỗ này và đi ra ở cái lỗ này. Còn cái đầu bên đây này, cái đầu bên đây tức là cái đầu dây này nhá, cái đầu dây này sẽ phải đi từ đây. Cái lỗ luồn dây ra ở cái vị trí bên trái này này
thì dây nó sẽ đi từ đây, đó, dây từ đây vòng ra đằng sau, vòng ra đây và đi vượt qua cái khuy này và sang bên đây để ra ở cái đầu bên này, thì nó chính là crossover, tức là hai cái đầu dây chỗ này nó sẽ chéo, nó sẽ vắt chéo nhau ấy, thì như vậy sẽ gọi là crossover. Crossover draw cord là đầu dây sẽ vắt chéo ra chéo, chứ không phải là cái đầu dây bên này thì ra luôn đầu dây bên này nhá thì ra luôn tại đây, không phải, đầu dây bên này sẽ ra tại đây và đầu dây và cái phần dây bên này sẽ đầu nó sẽ ra tại đây, nó gọi là crossover. Chỗ này miêu tả các phần phía trên thì nó hơi dài dòng nhưng mà vẫn để cho các bạn hiểu, nhưng mà khách hàng thì người ta sẽ gọi là crossover. Crossover là đầu dây sẽ vắt chéo. Secure the draw cord by stitching through all layer at center back, catching the draw cord. Cái miêu tả này thì hơi dài dòng. Tức là secure draw cord, tức là cái để đảm bảo an toàn cho cái dây ấy, thì sẽ là chặn ở cái giữa sau này này, sẽ may một cái đường chặn ở giữa sau. Có khách hàng thì chấp nhận cái việc là chặn, nhưng mà đây có khách hàng thì bắt buộc là bộ ở tại vị trí này, nó ở giữa sau này, thì cái vị trí này thường là phải chặn, chắc chắn là phải chặn. Còn có khách hàng yêu cầu cao hơn thì phải bộ. Đây, single needle stitch along center back seam edge, đó, tức là chặn tại cái vị trí này bằng máy một kim. Single needle stitch along center back, dọc theo cái giữa sau và tại cái mép của seam, center back seam là cái đường chắp giữa sau ấy, và center back seam edge là mép đường chắp giữa sau, thì chúng ta sẽ chặn một cái đường dọc theo đó để mà chặn dây. Ok. Secure the draw cord by stitching through all layer at center back, catching the draw cord. Đó. Dịch từng từ một cho các bạn nha. Secure là đảm bảo an toàn này, the draw cord là dây luồn. Đảm bảo an toàn dây luồn bằng việc gì? By là bằng việc, stitching là may này, through all layer, through là qua, all layer là may thấm qua, all layer là tất cả những cái. Ở đây thì chúng ta sẽ có gì? Cạp trong một lớp này, cạp ngoài một lớp này, và chúng ta sẽ có một cái dây luồn nữa, tức là chúng ta sẽ có three layer. Thì ở đây sẽ có là all layer, chúng ta sẽ có three layer. Secure the draw cord by stitching through all layer at center back, tại vị trí giữa sau, catching the draw cord, và đương nhiên là phải catching là cái việc cắt, tóm được ấy, nghĩa là cái đường chặn này chặn thấm, và đương nhiên là phải thấm quả cả qua cái dây đó, chứ không thì sẽ hiểu là through all layer nhưng mà không chặn lên dây thì là cũng không đúng. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ sang một cấu trúc tiếp theo là túi sườn. On seam pocket là túi sườn. On seam pocket, cấu trúc của cái túi sườn thì sẽ như nào, chúng ta cùng đi chi tiết. Set lower pocket facing to pocket back. Pocket facing là đáp túi nha. Pocket facing là đáp túi, và pocket back là lót túi. Lót túi hoặc là miền Nam gọi là cái bao túi. Set lower pocket facing to pocket back nghĩa là may đáp túi vào với lót túi, hoặc là may đáp túi vào với bao túi. Top stitching margin and gauge as per design. Mép đường diễu và to bản đường chỉ theo cách thiết kế. Có nghĩa là diễu, cái khoảng cách diễu là bao nhiêu, và cái gauge, và cái gauge là cái ví dụ như là chúng ta diễu một kim thì chúng ta sẽ cách mép bao nhiêu, chúng ta diễu hai kim thì cái kim một kim cách mép bao nhiêu và hai cái kim cách nhau bao nhiêu, thì đó là gauge as per design. Top stitch margin and gauge as per design.
mép đường diễu và to bản đường chỉ theo thiết kế. Ok, tiếp theo này. Skew pocket in horizontal backpack at top and bottom. Đảm bảo cái túi được an toàn bằng việc là đánh bọ dọc ở vị trí là top and bottom, là vị trí đỉnh túi và đáy túi. Đánh bọ nằm ngang, bọ ngang nha. Horizontal buttock là bọ ngang. Đánh bọ nằm ngang ở phía trên và phía dưới miệng túi. A top and bottom. Pocket opening length and opening position from waistband. Pocket opening length có nghĩa là dài miệng túi. Pocket opening length, chiều dài của miệng túi. And opening position from waist là vị trí của miệng túi tính từ cái đường lưng quần hoặc là đường cạp. Đây các bạn nhìn, thì đây pocket opening length là cái đường rộng miệng túi này, có nghĩa là sẽ được tính từ đây cho đến đây. Đó là pocket opening length and opening position from waistband là đây, cái khoảng cách từ miệng túi cho đến chân cạp thì sẽ được tính từ đây, đo giữa hai cái đoạn này, từ đây cho đến đây. Ok. Close pocket bag at the bottom with four thread overlock. Và quay đáy túi hoặc là may đáy túi bằng máy vắt sổ 4 chỉ. Close pocket bag at bottom with four thread overlock. Thì đáy túi ở đây thì chỉ có là quay đáy túi bằng vắt sổ 4 chỉ. Tuy nhiên thì có khách hàng người ta yêu cầu là còn sau khi mà vắt sổ 4 chỉ thì phải diễu chặn nữa. Tùy vào từng khách hàng. If facing is required, nếu như mà đáp túi được yêu cầu, due to fabrication, set to pocket bag with a double needle cover stitch set. Nếu mà cái loại vải yêu cầu mà có đáp ấy, thì may cái lót túi vào cái đường đáp đó, may đáp vào lót túi bằng chân đề. If facing is required due to fabrication, có nghĩa là nếu như mà cái đáp túi, nếu mà cái loại vải có cái yêu cầu là phải có đáp túi, thì may cái lót túi với cái đáp túi bằng cái đường chân đề hai kim. If facing is required due to fabrication, set two pocket bag with a double needle covered stitch set facing width 1 1/4 inch. Cái đáp túi thì sẽ rộng là 1 1/4 inch. Cái này thì đây là một cái ví dụ thôi nha, chứ còn không phải là tất cả các đáp túi đều rộng 1 1/4. Đây là thông thường như vậy, là một cái ví dụ thông thường sẽ là đáp túi rộng 1 1/4. Ok. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy inside a pocket bag là bên trong của lót túi này. Fold line là cái đường gập. Lót túi thì nó sẽ là một mảnh mà, và nó gập làm đôi và quay đáy túi, vắt sổ quay đáy túi. West right side seam tức là cái sườn bên phải khi mặc. West right side seam, sườn bên phải khi mặc. Cái này là on seam pocket outside view. On seam pocket là cái túi ở sườn. On seam pocket. Outside view là cái nhìn từ bên ngoài. West right side seam. West right side seam là cái sườn bên phải khi mặc. Đây sườn bên phải khi mặc. Đây cũng sườn bên phải khi mặc. Inside a pocket bag là cái mặt bên trong của lót túi. Lower facing if necessary. Lower facing là đây là cái đáp túi nha. Lower facing if necessary là cái đáp túi nếu như mà có yêu cầu. Ok, outside of pocket bag là cái mặt bên ngoài của lót túi. Tiếp theo cấu trúc số 10 là cái cấu trúc quần và có cạp.
đồng thời là có gì, có cái moi hay là cái passang ấy, passang nhưng mà passang giả thôi nha, passang giả không phải là thật, nó là false flag. False flag là cái moi giả, nếu mà miền Bắc gọi là cái moi giả, còn miền Nam gọi là cái passang giả. Legging, legging là cái quần, legging là cái quần bó của các bạn nữ ấy, cái quần mặc bó, quần legging của các bạn nữ ấy. Legging waistband là cái cấu trúc cả của cái quần legging. False flag như mình vừa nói đó là moi giả, cửa quần giả trên legging. Đó là cái cấu trúc về cái giả quần, à cái giả moi. Ok, wow, còn rất là dài. Chúng ta đã đi được 50 phút rồi mà còn riêng về một phần của cái. Ok, đến đây là hết. Chúng ta cố gắng nha. Đấy, chúng ta đi phần A là cái tiêu chuẩn may quần, quần vải, vải nịt, tức là vải thun. Còn cái phần thứ hai là chúng ta sẽ là quần của vải dệt thoi. Phần số 3 sẽ là áo của hàng dệt dệt kim, và phần thứ tư là áo của hàng vải dệt thoi. Áo thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái loại áo hơn, ví dụ như là shirt, rất là nhiều, ví dụ như là áo polo, áo t-shirt, áo shirt và áo jacket. Trước đây thì mình cũng đã chia sẻ rồi. Đó thì chúng ta sẽ phân làm hai loại là knit và bottom, kể cả quần và áo. Thì ở cái buổi đầu tiên này mình chỉ có thể chia sẻ được cái phần đầu ở trên YouTube thôi, còn phần sau thì thực sự là quá dài, mình không có thể có đủ sức để mà nói một lần tất cả như vậy, thì mấy tiếng đồng hồ. Thì mình chia sẻ trước ở trên YouTube một phần, còn những cái phần còn lại mình sẽ chia sẻ ở trong khóa học, mình có thời gian mình sẽ chia sẻ. Ok, faux fly là cái moi giả nha, hoặc là cửa quần, ở trong miền Nam gọi là cửa quần, hoặc là cái passang ấy là cái moi giả. Faux fly, chỗ này là có x nhưng mà chúng tôi không phát âm s ấy. Faux fly. No zipper, cửa quần giả thì không có dây, không có khóa kéo hoặc là không có dây kéo. Separate overlock, tức là vắt sổ rời. Separate overlock, separately, overlock, expand panel along cut edge of fly extension seam, seam allowance, sorry, separately overlock expand panel along cut edge of fly extension seam allowance, tức là vắt sổ riêng từng bán thành phẩm cửa quần. Và dọc theo mép vải. Front panel là cái bán thành phẩm ở phía trước ấy, đó. Along cut edge là dọc theo cái mép vải. Fly extension là cái là cái đáp moi nha. Ở đây các bạn nhìn ở phía bên dưới nó sẽ có hình ảnh. Ở đây không có hình ảnh chắc. Cái phần này mình tạo ra. Cho mình một chút. Tiếp theo này, cái bước thứ hai này, turn back west left to create fly facing. Add double needle J stitch and single needle S stitch. Lật về phía bên trái người mặc. Turn back west left là lật về phía bên trái người mặc. To create fly facing, để máy đáp đáp moi hoặc là đáp cửa quần. Add double needle J stitch, may hai kim cái đường diễu chữ J, and single needle edge stitch, và máy mí một kim ở mép. Ok, fold back seam allowance, gập cái dư đường may về phía sau, gập lại dư đường may về phía sau này. At
right front extension. Gập lại cái đường may về phía bên phải cửa quần và may khóa lại and stay stitch và may khóa lại. Hold fly facing, giữ cái đáp moi, giữ đáp moi and fly extension together to close. Giữ đáp và cửa quần và may bằng máy một kim. At interior buttock to secure fly là thêm một bọ ở bên trong. Tiếp theo này. Full seam allowance under and double needle stitch front rise. Nghĩa là gập mép đường may xuống dưới. Full seam allowance under. Full seam allowance under. Hoặc là chỗ này thì không phải dùng từ under mà nên dùng từ down. Full seam allowance down and double needle stitch front rise. Và máy hai kim tại đúng trước hoặc là đáy trước. Miền Bắc thì gọi là đúng, còn miền Nam gọi là đáy. Gập mép đường may xuống dưới và may đáy trước bằng máy hai kim. Tiếp theo, buttock through all layers support for both lay stitch buttock. Đánh bọ xuyên qua các lớp đối với đường may chữ G. Tiếp theo này, horizontal buttock at bottom of waistband through all layers. Bọ ngang, đánh bọ ngang qua các lớp vải và ở bên dưới của lưng quần. Đây, tiếp theo đây bọ đây thì là cái vị trí này. Tiếp theo nha, bây giờ mình sẽ kéo cái, từ nãy giờ mình không kéo hình ảnh lên cho nên là có thể các bạn sẽ hơi bị khó theo dõi. Ok, cái đánh bọ ngang, cái bước này này, đánh bọ ngang qua các lớp vải thì là đây bọ ngang ở cái vị trí này nhá, là cái bước, là cái bọ này này. Tiếp theo, mình sẽ quay ngược trở lại. Cái này thì ở bên trong rồi này. Có nghĩa là cái đáp moi thì chúng ta sẽ vắt sổ riêng của từng mép ở bên cạnh. Tiếp theo, cái bước này này, lật về phía bên trái người mặc để may đáp cửa quần. Thì ở đó là cái bước ở bên trong thì chỉ ở đây của các bạn cũng sẽ không nhìn thấy được. Tiếp theo, cái bước thứ ba này là gập lại đường may về phía bên phải cửa quần và may khóa lại. Cái này cũng ở phía bên trong. Giữ đáp cửa may lại với nhau bằng máy một kim, thêm một bọ cho an toàn. Cái này cũng ở phía bên trong. Gập mép đường may xuống dưới và may đáp trước bằng máy hai kim. Đánh bọ xuyên qua các lớp đối với đường may chữ G. Đây, bỏ ở đây và bỏ ở đây. Thường có, chúng ta sẽ có ba con bọ, bỏ ở đây, bỏ ở đây và bỏ ở đây. Ok. Cái bước cuối cùng là after setting waistband. Sau khi mà đã may xong cạp, add buttonhole and fasten button. Sau khi mà may xong lưng quần thì sẽ làm khuy và đính nút. Ok. Back waist là cái lưng quần phía sau ấy, lưng quần phía sau hoặc là lưng phía sau hoặc là cạp phía sau. Back waist is safety elastic casing. Lưng phía sau là lưng quần và bên trong có thun. Đây thì đây là một cái cấu trúc quần khác, cấu trúc cạp khác, cấu trúc lưng quần khác và phía bên sau đằng sau của nó có thun. Back waist is safety elastic casing. Cái thân sau này thì sẽ được gập bằng vải chính. Back waist is safety elastic casing. Lưng quần phía sau là lưng quần gập bằng vải chính và bên trong thì có chun. Three needle train stitch back waist. May trần ở phía sau ấy. May trần ở phía sau bằng trần chun ở phía sau bằng máy ba kim và chỉ tết. Đây, 1, 2, 3. Cái này là
three needle chain stitch, ba cái may máy ba kim chỉ tết, three needle chain stitch back west, may máy ba kim chỉ tết ở phía sau. Top and bottom needle align with front waistband stitching. Đường chỉ trên và đường chỉ dưới thì thẳng hàng với đường may ở phía trước của lưng quần. Đó, thì cái đường đường phía trên này này, đường phía dưới. Đường phía trên này là cái đường mí sống cạp và đường phía dưới này là cái đường mí chân cạp thì sẽ thẳng với hai cái đường may ở cạp trước. Middle needle is center, tức là cái đường ở giữa thì sẽ phải ở chính giữa của bàn cạp. Ok, tiếp theo chúng ta đi waistband closure button, là lưng quần có gài nút hoặc là lưng quần có cúc. Một cái cấu trúc về lưng quần có cúc. West lap là ở bên về phía bên trái người mặc. West lap. Ok, cấu trúc mà quần có cúc thì phía bên trái nó sẽ có những gì này? So horizontal button, tức là khuyết, đúng không? Horizontal button là cái làm khuyết hoặc là làm khuy ngang ấy. Horizontal button hole, sorry. So horizontal button hole là làm cái khuy ngang. Center on west lap waistband, nằm ở giữa của cái bản cáp phía bên trái người mặc. So horizontal button hole centered on west lap waistband, 1/2 inch from waistband edge to center of hole. Tức là cái vị trí mà từ mép đầu cạp ấy, từ đầu cạp cho đến giữa, chính giữa của cái khuy thì sẽ là 1/2. 1/2 inch from waistband edge to center of hole. Ok, khuy set top nghĩa là khuy thì ở mặt trên, khuy sẽ ở mặt trên của cái lưng quần. Có nghĩa là cái cạp này là cái cạp bên ngoài nha, thì cái đầu cạp này nó sẽ phải ở bên trên của cái đầu cạp này mà, thì nó là khuy mà. Set top nghĩa là ở đây nói là cái khuy này sẽ là ở bên ngoài và cái đầu, có nghĩa là đầu cạp trái thì sẽ ở ngoài và đầu cạp phải thì ở bên trong. Cái này thì nó còn phụ thuộc là quần nam và quần nữ nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là nam thì là ở bên, nam thuận tay phải và nữ thuận tay trái. Bởi vì quần nam và quần nữ, cái moi các bạn nhớ nhé, cái fly ấy, quần fly của quần nam và quần nữ nó ngược nhau. Các bạn không tin thì cứ lấy quần của mình ra mà soi. Quần nam và quần nữ nó sẽ ngược nhau. Còn tại sao mà nó ngược nhau? Kể cả không chỉ moi quần mà kể cả như là cái nẹp của áo sơ mi của nam và nữ nó cũng sẽ ngược nhau. Tại sao như vậy? Thì có một cái câu chuyện là nó có cái nguồn gốc của nó, và nguồn gốc của nó như thế nào thì ở trong khóa học mình cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng bây giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi thì chúng ta cũng không làm loãng bài học bằng những câu chuyện đó. Tiếp theo, west right là ở bên phải người mặc. On west right side, ở bên phải của người mặc nhé. Set button centered on high up waistband. Thì ở bên phải của người mặc và nằm giữa bàn cạp thì chúng ta sẽ set button là sẽ may cúc đi hoặc là đi nút ấy. Tiếng miền Nam thì gọi là nút, còn tiếng miền Bắc thì gọi là cúc. Đi nút ngay chính giữa to bản lưng, hoặc là tiếng miền Bắc thì gọi là may cúc tại cái vị trí giữa của bản cạp. Directly above top stitch at front panel, ngay ở bên trên của cái đường may của cái moi, đường diễu moi này này, đường diễu khóa này này, đường diễu khóa này thì sẽ thẳng lên, thẳng cái vị trí diễu khóa lên thì sẽ là đính cúc. Directly above top stitch at front panel or fly extension, hoặc là cái phần, cái đường này,
Cái đường này thì sẽ là may khóa, là một may khóa vào cái thân quần này, và sẽ đồng thời là may cái đáp ở phía bên trong. Flightation là cái phần đáp. Thì bên phải người mặc đính nút ngay chính giữa to bản lưng, đính chỉ trực tiếp ngay vào đường, đính chỉ trực tiếp vào ngay vào đường chỉ may của đáp cửa quần. Ok, tiếp theo chúng ta đi sang cái cấu trúc số 12. Wow, còn cấu trúc số 12, 13, 14 nữa cơ. 15 nữa cơ. Ui, bài học dài thế. Mới có một phần mà nói hơn một tiếng đồng hồ. Thực ra thì mình cũng đang bị oải đây. Set, zipper setting có nghĩa là may khóa nha. Zipper setting là may khóa. Kissing accent front. Mà khóa thì ở miền Bắc gọi là khóa và miền Nam gọi là dây kéo. Và cái khóa này là khóa ở giữa trước. Zipper apply to opening with single needle lock stitch. Tra dây kéo khóa thì bằng máy một kim lock stitch, máy một kim móc xích ấy. Turn back body fabric là lật mặt của cái vải chính ấy. Leaving enough fabric to cover zipper teeth là cái mép gấp thì phải che được cái răng khóa đi. Leave enough fabric to cover zipper teeth. Cái mép gấp đó thì khi mà chúng ta turn back, mà turn back là gập cái vải chính ra phía sau, thì cái mép gập là phải che được cái răng khóa đi. Finish with single needle lock stitch. Finish with single needle lock stitch là hoàn thiện, kết thúc bằng cái đường may một kim chỉ, một kim móc xích. Top stitching through all layer. Cái đường may thì đường may chỉ trên thì sẽ may thấm qua tất cả các lớp. 1/4 inch from the edge là cái đường diễu thì cách mép. Đường diễu cách mép là 1/4. Ok, chúng ta sang đến cấu trúc số 13 là may dây passang. Dây passang ở miền Nam, còn miền Bắc gọi là đĩa. Đó là bell loop make. Bell loop make là may dây passang này. Cái quy cách may dây passang thì là double needle cover stitch là cái đường may gì? Đường may chân đìa hai kim, double needle cover stitch, folder make bell loops. Dùng máy hai kim đánh bông để may dây passang. Có nghĩa là gập cái passang hoặc là gập cái đĩa lại, và chúng ta sẽ may bằng máy chân đìa. Bell loop width and length là rộng và dài của đĩa hoặc là rộng và dài của dây passang. Follow tape back. Bell loop width and length, follow tape back. Rộng đĩa và dài đĩa, hoặc là rộng dây passang và dài dây passang sẽ theo tài liệu kỹ thuật. Về cái việc cách đính dây passang này. Fold bell loop under 1/2 inch at top and bottom. Fold bell loop under 1/2 inch at top and bottom nghĩa là gấp đĩa hoặc là gấp dây passang ở mép trên và mép dưới, là gấp tại cái vị trí thừa ra, cái đầu thừa của họ gấp phía trên và phía dưới sẽ là 1/2. Batak bell loop at top edge of waistband. Cái đầu phía bên trên thì sẽ là đánh bọ, và đầu phía bên dưới thì cũng là đánh bọ luôn. Batak bell loop at bottom. Batak bell loop at bottom. Ok, đó là cái quy tắc may bọ hoặc là may dây passang. Tiếp theo, vị trí của bọ. Bell loop placement, vị trí của dây passang. The first bell loop is side center between center front and side seam. Đó, tức là cái vị trí đĩa nha, cái vị trí đĩa đầu tiên ấy. The first bell loop is side, cái vị trí đĩa mà ở mỗi bên ấy thì sẽ là nằm giữa của giữa trước và cái đường sườn, cái đường dọc ở bên ngoài ấy.
một dây passang mỗi bên ngay ở giữa của giữa trước và dọc quần. Đó, thì là mỗi bên bên trái cả bên phải một cái. One bell loop each side. One bell loop each side là mỗi bên một cái nha. One bell loop each side. Sorry, nó là one bell loop each side. Từ khi nãy mình đọc là first bell loop each side là không đúng. One bell loop each side. And cái hai cái đĩa, hai con đĩa đầu tiên là mỗi bên một cái và nằm chính giữa của giữa trước và dọc quần nha. Thế còn hai con đĩa tiếp theo này. One bell loop each side, one inch from side seam towards center back. Tức là cái con đĩa thứ hai mỗi bên một con và sẽ cách của cái dọc one from each side to towards center back. Cách giữa sau 1 inch mỗi bên, có nghĩa là giữa sau này thì mỗi bên cách ra 1 inch mỗi bên một con. Đó là hai con. Đây, ví dụ như cái con này nha. Con này ở giữa, ở chính xác giữa sau có một con này. Đây, bell loop at center back. Đây là cái con mà align with center back. Đây là con đĩa ở giữa sau nha. Bell loop at center back thì con này nó có một con thôi. In line with back right stitching. Thẳng với cái đường may đũng. Thẳng với đường may đũng sau. Còn đây là ở phía sau nha. Ở phía sau thì cách from each side towards center back. Sorry, cái hai cái con đĩa này thì sẽ là hai cái con đĩa này nhá. Đây là sườn nha. Đây là sườn thì cách sườn 1 inch sẽ có một con đĩa. Nếu cách sườn bên trái 1 inch sẽ có một con đĩa về phía thân sau nha. Đó. Thì đây là cái hai cái con đĩa này này. One bell loop each side, one inch from each side towards center back. Đó, cách sườn 1 inch mỗi bên sẽ có một con đĩa nhưng mà về phía thân sau. Còn cái con đĩa này thì được mô tả ở phía trước rồi, là nằm chính giữa của giữa trước và sườn. Ok, cấu trúc thứ 15 là cấu trúc về snap là cấu cúc sắt và grommet là grommet. Nó là cái cúc bấm ấy. Grommet là cúc bấm. To ensure secure setting of snap and grommet, để đảm bảo cho việc đóng cúc sắt và cái việc là cúc bấm được an toàn thì must be set on even layer of fabric and interlining, là phải đóng trên vải và cái keo ấy, interlining là keo hoặc là dựng bằng phẳng. Must be set on even layer of fabric and interlining. Must be set on even layer là phải được đóng trên cái mặt phẳng of fabric and interlining của vải và keo. Must not set snap or grommet over stitching, nghĩa là không được đóng cúc sắt và không được đóng cúc bấm vào cái đường may. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ đứt đường may. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái phần đầu tiên là một số những cái cấu trúc cơ bản của may quần. Và quần này là quần knit, quần thun. Thế còn chúng ta sẽ có cái cấu trúc tiếp theo là cấu trúc cơ bản của quần nhưng mà với vải dệt thoi, vải woven. Thì cái này hẹn các bạn ở trong những khóa học, những bài học hoặc là với các bạn học viên khi mà các bạn làm những công việc của các bạn hàng ngày. Nếu có cấu trúc gì mới thì các bạn sẽ hỏi mình sẽ hỗ trợ kèm một. Chia sẻ một chút với các bạn về cái thông tin khóa học ấy. Hiện tại thì mình vẫn đang nhận kèm cả hai khóa học là quản lý đơn hàng và QA/QC. Thì mình có hai cái khóa học, một cái khóa là quản lý đơn hàng với 45 bài học sẵn có, là 45 cái video mình quay sẵn như thế này. Còn với khóa quản lý đơn hàng đến nay là 77 bài, thì bạn chỉ đăng ký một lần bạn sẽ được cả hai cái khóa này. Tức là mình sẽ gửi tổng số là 45 bài khóa quản lý đơn hàng và 75 bài khóa tiếng Anh, 77 bài khóa tiếng Anh. Và đây là những video sẵn có mình sẽ gửi ngay sau khi mà bạn đăng ký, để bạn có thời gian rảnh thì bạn vào bạn học theo những cái video này.
Thế còn trong cái thời gian mà bạn làm việc ở công ty có những cái gì mới, những cái cấu trúc mới, những cái từ mới hay là có cái gì cần hỏi các bạn không hiểu thì các bạn hỏi trực tiếp mình sẽ hỗ trợ kèm một một. Cái số lượng bài học ví dụ như hàng tuần mình ra thêm bài mới thì mình vẫn gửi cho các bạn và các bạn chỉ cần đăng ký một lần là hàng tuần mình ra bài mới mình tự động mình gửi cho các bạn. Mình sẽ đẩy lên link Google Drive và gửi link cho các bạn, cấp quyền để các bạn truy cập. Mình không giới hạn số lượng bài học. Tiếp theo nữa là cái việc hỗ trợ là các bạn làm hàng ngày ở công ty có gì khó các bạn hỏi mình cũng không giới hạn. Các bạn có thể hỏi đến khi nào mà các bạn cứng thì thôi. Và một cái lợi ích nữa khi mà các bạn đăng ký khóa học đấy là thứ bảy cuối tuần thì chúng ta sẽ học nhóm bằng online, bằng video call. Thì chúng ta khi đó thì chúng ta sẽ thực hành nghe nói tiếng Anh và hỏi đáp trực tiếp với mình. Và cái việc là học nhóm video call mình cũng không giới hạn thời gian. Có nghĩa là bạn chỉ cần đăng ký một khóa học bạn sẽ được tất cả những cái lợi ích phía trên. Ở video sẵn có này, hỗ trợ kèm một một hàng ngày này, những cái video tiếp theo vẫn gửi này. Số lượng video thì sẽ không giới hạn, số lượng kèm hàng ngày không giới hạn và video call học nhóm cuối tuần cũng không giới hạn. Ok, hẹn gặp lại ở các bạn ở những bài học tiếp theo và những bạn ở trong khóa học thì mình sẽ dành thời gian và chia sẻ tiếp cái phần tiếp theo. Những cái cấu trúc tiếp theo.